Hôm nay mình đi với một cái team YouTuber mạnh nhất hiện tại nha mọi người. Mạnh nhất Việt Nam. Mình nghĩ là mạnh, mình nghĩ là mạnh. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice way. Bạn kêu gọi lời đăng ký đi. Tôi là gần đây DTT nha, nhờ đăng ký cho tôi để tôi còn có tiền tôi tiêu. Anh Di quên đồ, lạ thật. Một cái túi quần áo nhiều như thế mà lại quên. Ai shit bỏ. Anh em ở dưới này được 5, mình ở trên này không được 5 đâu. Đây là em Quân. Em sẽ làm video cách tiểu bớt buốt cho người bị hở bàng quang. Hôm nay sẽ là một ngày rất là hay đấy. Cuối cùng mình đã được tác Tam Đảo. Khi đi Tam Đảo thì đéo phải lừa bằng cái cam thằng em mơ. Bọn bác đã từng làm thế. Khá nhiều người tin nhá. Cam thằng đấy nó chụp chỗ nào cũng là Tam Đảo hết. À, bể bơi này là của mình à? Là của mình. Ôi, nó tết luôn tí nước. Mở được không? Mở cho bác quá. Mở cái cửa đéo biết mở. Không biết mở cái cửa thì thôi đấy. Bật ngay cái điều hòa lên cho tao. Tao chụp mày với con chó nhá. Hoàng chụp xấu lắm, chả đẹp đâu. Góc này không đẹp được. Nào, thêm nữa đi. Bây giờ anh muốn ăn gì? Anh đang nghĩ là một cái gì để ăn nó nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ nhàng thôi đúng không? Ăn mẹ cướp. Đây này. Dẫm vào đấy mà cho nó mượt. Tao phải nói thật là chúng mày đeo dám cua thế đâu. Anh em bọn tôi lúc này đang đợi chờ để lấy xe máy thuê đi lại cho nó tiện. Tam Đảo. We go travel. Tam Đảo. Tam Đảo. Tam Đảo and we go eat something. Phục thời kho. Phục của Hàn Bố. Bây giờ em có ý kiến là em đèo. Em phải tin anh. Ôi. Để tao dẫn đường nhau. Đoạn này là Hoàng nó cầm cái máy quay rung lắc vãi cả đấy. Nhưng mà cũng không thể trách được, tại vì là cái máy quay của mình nó không có chế độ chống rung. Thằng này đi xe chống chân tao kinh vãi cứt. Mày vừa dừng kiểu mấy bà đi xe đạp cà tàng đấy. Xong mấy anh em qua quán ăn ven đường, quán này đắt vãi chưởng. Bỏ cái đốt mình gọi lâu rồi. Ok, cho anh một bò kiến đốt đi đã. Thế nghĩa là con kiến nó đốt sẵn hay là gọi xong mới cho nó đốt? Thang lên hỏi ông trời. Hỏi thằng. Mà thằng gì được? Chị rất xinh lắm mọi người. Mình làm thơ suốt ngày đấy con. Tối nay ấy, anh em mình sẽ ngồi bên vách núi. Xong mình làm thơ nhá. Hát ngân nga và mình kể nhau câu chuyện. Tao đi quay đúng kiểu. Nào anh em ăn đi, gắp cho nó ngon mà nhá. Ăn đi Chung ơi, giòn lắm. Giòn lắm Hoàng ơi. Giòn lắm anh ạ. Mày đọc ngay cái 2 câu sau xem nào. Em đánh giá là thơ anh chán lắm. Chán phải cất bài này tui gì. Kinh. Ăn đi, ăn vào đi mà cho nó thực đơn ăn uống như cái bìu ấy. Bữa này là loanh quanh anh em mình là 3 triệu. Thằng nào cũng hút hết cái đống nước lẩu này này. Mà tối về than đói tôi đánh nhau một trận. Đây thằng Dương nó đến thì nó cứ đòi ăn cái thịt bò kiến lửa đốt cái gì đây này. Sao người ta bê ra quả đĩa này. Cảm nhận được cái sự đau đớn con bò khi mà nó bị kiến đốt. Hơi rát lưỡi mọi người. Mẹ con kiến, con bò phủi nó đi. Con mình em là đánh giá là bò như con cà. Đây là cà phê gì? Cà phê gió. Gió. Qua đây nhớ mua ấy, hạt dẻ rất là ngon cực. Hay cho cháu ăn thử. Hạt dẻ lắm. Bác có đồng ý đâu. Xuống ngay đi con ơi, mẹ xuống cho thơm cho gì. À, tao nói được đúng không? Và bọn tôi đã có mặt ở đây. Dày quá cuôi, dày quá, cài cổ được rồi, Và bọn tôi đã có mặt ở đây, nơi cao nhất cái Lào Cai này. Mẹ thằng này Lào Cai. Nhầm mà con. Thật ra là bọn tôi cũng là muốn làm YouTube nhưng mà chỗ này đẹp quá, chẳng muốn về nữa rồi. Về mẹ đây mà cuốc đất cho nó chill. Anh ngồi và ăn một chiếc bánh mì bên lâu đài này. Đấy, sau này là mình sẽ rất là tuyệt. Mày phải nhớ là ăn rất là thanh tao vào, kiểu như là ngày nào cũng làm vậy ấy. Ăn cơm chiên thanh tao. Nhìn ăn đéo thanh tao rồi nhưng mà cảnh đẹp lắm. Xem ngay lại cho bác. Ăn mới chả uống. Làm ngay miếng cơm chiên bên bờ vực. Miếng này trông như cục cứt đấy cô ạ. Đúng như cục cứt. Thuận tiếp tục ăn ngon thế nhở. Đớp liên tục vào mồm. Có thể nói là đồng hành nhau khá lâu đấy. Gần như là từ những ngày đầu ấy. Nhớ những ngày đầu của ta thôi đúng không? Chứ không phải những ngày đầu của mày. Sao nó nhỏ. Mày không. Từ giờ đến hết năm sau bác phải làm thằng Hoàng nó cắt được cái lông mũi kia. Sau này bác phải làm thằng Hoàng cắt được cái lông mũi. Có lời hứa gì không? Quá kinh. Lời hứa là anh sẽ hôn em hết tất cả cái nhóm này. Đi Cầu Mây. Cầu Mây cũng là quán cà phê thì vậy. Lại ngồi tiếp à? Đi được. Bây giờ mình sẽ đi Thác Bạc nhá, nó ngay dưới này thôi. Mọi người đang đi xuống Thác Bạc. Nếu mà anh em nghe kỹ là sẽ thấy tiếng suối và tiếng chim hót. Ui ơi, ở dưới mẹ bọt trắng xóa. Khéo có cục cất nổi lành phành đấy anh em nhá. Thôi xuống dưới phát hiện ra mầm bệnh mới. Muốn đặt tên là gì? Trời quá. Rồi. Sau khi leo Thác Bạc mà chả được cái gì thì anh em mệt quá nên là lại về nhà. Đổi địa điểm chơi game cho nó năn mẻ. Lên vlog nhà anh. Lên vlog nhà anh. Cả 100.000 người xem đấy. Ghê vậy sao? Mấy lần tắm một lần con. Mặt không được đâu. Chả thắng nó không được 5 giây đâu. Mấy anh em ở đây là đang chơi bộ bài meme. Đấy, nếu mà anh em nào hứng thú thì có thể đợi chờ Amber ra vlog hoặc là edit cái đoạn mấy anh em này chơi. Còn giờ mình với cả Dương sẽ đi mua đồ ăn cho cả nhóm. Đói quá. Bác phải chống đẩy phát cho đỡ đói. Chó ơi, bật emote như GTA. Đi ơi cu ơi. Đi thôi. Lừa đi ăn bát phở, mua vài gói mì tôm về cho nó ăn. Đói. Đi đâu ấy. Hay mình mang con chó theo luôn, ăn cắp. Rồi để cho cái thằng cu kia phải nhịn đói nhá. Ok không? Đi cu ơi, mày quay bố mày làm đéo. Quay cho lên ngay. Đối xử bọn kia ấy, chả bằng con chó đâu. Đẹp quá nhỉ? Đẹp lắm, đẹp lắm. Đơm luôn con này cho nó sách đỏ. Cầy hương á. Làm mày không? Cho em một bún chả nước này, mày ăn gì? Bún bò Huế. Đỏ à, bún Huế này, bánh. Ăn đi. Bún chả đi, bún chả đi. Hai bún chả nữa. Bảo là cúi vào đấy, lừa fan. Nhưng mà nó có cúi đúng vị trí không anh? Không, nó bảo là cố thế sao được. Nó bảo là dùng chân. Dùng chân nhé, đấy. Cái này nó nhảy theo nhạc hay là nó lạnh đấy. Nó đau chân mẹ mình nữa, bảo nó nhảy theo nhà. Chó. Thầy mua mì về cho anh em, mua xúc xích cho chó này. Nào, ăn mẹ mày cái vỏ ấy rồi. Nó ăn cắp quá. Nó xin nhá. À ừ nhỉ, đợi nước sôi. Đây là hình ảnh của mọi người khi mà buổi đêm ở trên này không có gì ăn nữa. Tập gym đi nào. Không, mông phải cong lên. Đi như Jojo đấy con. Thôi. Không được đâu. Cái cột đấy mà sập là cả nhà sập. Cái cột chống nhà duy nhất. Anh làm ngay một bài thơ về bể bơi như em Hoàng nói thế nào. Trước nhà là cái bể bơi. Hôm nay tôi cảm thấy thảnh thơi quá nhiều. Hôm nay là ngày thứ hai. Thời tiết buổi sáng ở đây nắng lắm. Nhưng mà nhìn trông cũng khá đẹp. Tại vì mọi thứ rất là tươi. Bây giờ đi đâu bạn ơi? Mình đi ăn với mua đồ ăn cho các con. Rồi bây giờ mua bánh mì về cho anh em ăn. Amber, nếu mà anh quay em nhảy hoặc anh đăng lên YouTube thì có sao? Không. Thật không? Thật. Nghĩ kỹ rồi. Rồi anh ăn rồi, Dương ăn rồi. Ăn chưa? Anh ăn rồi, anh thấy rồi mà. Ai ăn rồi mà? Anh ăn 3 lá. Anh Dương ăn rồi. Ăn rồi, chết thì cùng đi. Có chết không đấy? Hỏi thế muộn rồi em ạ. Sao mình hỏi công việc trước kia. Chuyến đi này tao đã là đánh nhau với một võ sĩ ở trên khu vực núi ở đằng kia. Hạ gục một lão tướng cướp có tiếng trong bản. Thuần phục Han voi và bơm đủ số lượng nước. Chưa thuần phục được anh có thể còn. Mình với cả Dương lại phải quay lại cái nơi này để mua. Chứ bây giờ đi ăn hải sản hay gì, vùng quê, vùng núi gì đấy thì thôi chịu đấy. Đố anh em biết là hôm nay ăn gì đấy? Ngọn rau cỏ su su à? Cho ăn gì cũng được. Thôi làm tí cơm. Đấy ăn đi các em ơi. Em là làm thanh cơm lam với cả trứng nướng cho nó dân bản nhá. Nào đi cùng tao đi mua tương ớt đây. Mày đi không hay là mày cứ vuốt ve con chó đấy củ? Bây giờ tiệm tạp hóa ngay gần nhà chả thấy đâu. Ngay trên kia, ngay cạnh quán cà phê có ngay kìa. Mình vừa mua lọ tương ớt 40.000 anh em nhá. Sau đi đâu nhớ cầm theo chai tương ớt. Đúng như Dương muốn. Em ăn quả nướng này. Như Dương muốn là bữa cơm là gia đình nhé. Cơm gia đình. Gia đình đéo cảm thấy gia đình lắm. Có rồi mà. Trứng này trứng thối. Ngáo à? Không có giỏi đâu. Bây giờ quả trứng nó ăn hết cho bác. Bác lo, bác vứt mẹ quả của bác ăn. Bây giờ mọi người đang có kế hoạch là phải du một thằng xuống đây, sau anh em nhảy xuống bơi cùng. Cái rào cản là cái bể này lạnh quá. Lạnh quá, thôi chứ giờ nước thì cũng khá là bẩn. Một thằng xuống thì sẽ xuống hết đấy. Để anh Duy lê, để anh Duy lê. Anh bơi nó có điện thoại trong túi. Anh ý mà đúc điện thoại trong túi là hỏng luôn. Nhưng mà anh ý lại rất tự tin về khả năng chống nước của iPhone. Mà anh ý thường xuyên giải thích cho tao là chắc chắn không bị gì nhé. Thì cho anh ý giải thích luôn một thể. iPhone của anh ấy là rơi xuống nước là chắc chắn không bị gì đúng không? Đừng đưa. Không được đâu, không đùa đấy đâu. Anh ý tự tin lắm nhưng mà tao ném xuống là... thì phải tự xuống lấy đấy. Và em đang tính là cái bể này mà nhảy xuống bơi thì cũng vui. Nhưng mà bây giờ chưa ai dám xuống đầu tiên ấy. Thì bây giờ mình chỉ cần du được một thằng xuống thì sẽ cùng xuống hết. Nhưng mà xuống hết thì nó sẽ ấm mà. Bác vì bác làm em vào hàng luôn đi. Tao nghe thấy bọn mày định làm tao rồi. Mẹ bọn chó. Giả vờ suốt. Bọn này đang nằm, rất là nằm. Rủ đi đâu đấy không thằng nào đi. Bọn nó bảo là thằng nào nhảy xuống cái bể bơi này trước thì bọn nó sẽ xem xét ra bơi cùng. Tùm một phát thì bọn tao ra. Nó lông. Nó làm được rồi, nó thực sự làm được rồi. Ra đây ấm lắm, ra đây ấm, nước ở đây ấm hứa. Nửa bố mày. Ấm rồi, bố mày quên táo đồng hồ rồi. Một số đi, mát không em ơi? Làm đi, làm những điều điên rồ đi anh Duy ơi. Làm những điều điên rồ đi. Chắc là anh làm được. Có lạnh đây. Có lạnh đây là được. Một, hai, ba. Chết mẹ là Dương bơi nửa à con. Có luôn. Rồi. Cái bơi sải quá. Hai, ba. Cái cháu là không biết bơi sải rồi. Có quá. Này bơi kiểu gì? Trong hoàng máy ổn. Và không biết bơi sải nhưng phải sải để thắng anh ấy. Một, một, ba. Mày bơi như đánh viên với con. Thằng này ánh viên này. Đi qua là mua thằng Gia Lâm để thắng cái đeo. Mua mấy thằng chó sông nước. Đã một toẹt phát không đủ nước. Đây này, chúng ta luôn. Được. Em bảo mà, em học vật lý em biết ngay là pha này nó gì ta chết. Có lạnh quá. May mà thoát được. Vinh danh Chung là hôm nay là xuống đầu tiên, dám làm trước để mọi người làm theo, rất là tuyệt vời. Và đây là người xuống cuối cùng. Rất là đắn đo nhá, mãi mới vượt qua được chính mình. Hoàng hôn đã xuống và bây giờ mọi người bắt đầu đi cà phê làm thơ luôn nhá. Tình cờ dưới cảnh hoàng hôn, ngày mai Quân sẽ phải lôn rất nhiều. Mày mà ngọng như tao ấy. Ok thì thơ phải là lôn. Mình quay một tí thôi, nó như là một cái tổng kết video ấy. Buổi này mình đi mình không có kế hoạch cho nên mình mới có những cảnh là mới nảy ra những tình huống nó rất cảm xúc, kiểu ăn mì tôm với cả uống nước lọc qua ngày đúng không? Ăn cơm. Đang đi đường thấy một con mèo thế phải dừng lại vuốt ve ngay. Đang đi đường nhá. Nào, dừng lại vuốt ve nào. Bóng quá. Đây. Chạy rồi. Hôm nay ăn bữa thịt chó. Làm thế là rất là khó cho anh. Có khó không Hoàng? Thôi. Thích thì anh gọi thêm bát canh. Mình mua thêm cả tí chanh vắt vào. Mẹ mà nó ngoằng đâu phát tôi là... Anh nên nhớ là anh vừa ăn đồ nướng đấy nhá. Nó tưởng đồ ăn đấy. Em nói thế anh cũng hơi sợ. Nhưng mà anh chả biết làm nào. Bây giờ anh mà chạy anh cũng chết thôi à. Em làm nào bây giờ anh cứu anh với. Được mà. Tao thử check ở bên ngoài cửa sổ nhá. Thôi Bạn trích là tao thử nhìn ra ngoài xem nó có không mà. Ma thì phải đi chứ. Ma đi à? Sao mà ngoài có được khi mà điền đèn bên ngoài như Tết thế kia. Đây là một vài cách phòng chống khi gặp ma. Combo à? Được không? Rồi, nhưng combo mà có 2. Được nó đâu. Được mà, đánh mình được thì mình cũng phải đánh nó thôi. Làm gì cái chuyện đấy em? Trong trường hợp là con ma này có chân nhá. Đối thường ma đều có chân. Nếu ma có chân đấy mày. Combo 2 là mình có ngáng con ma ngã. Khó thế. Thì nếu mà nó có chân thôi. Là con ma nào mà kiểu nó chắc phải cương thi. Còn ma nào mà không có chân nó cứ bay ấy mày. Nó cứ sút cao vào. Đâu? Này này. Đây chính là thứ mà em muốn nói mọi người. Ôi đẹp quá. Thực sự ấy, cái nhà đám mê kìa, nó chuẩn bị trà xuống chỗ mình. Lặn ra nha, thị trấn này đúng nhất đảo sương mù luôn.